Lấy về phát là món phần ngày các bạn. Đây là phần chuồn quế. Một chậu kiếm như này thì phải đến tầm khoảng 1 cân, 3 cân phân bón, 3 cân. Ui. Quế còn nhiều không? Quế còn nhiều. Đây, quế phải, bạn em nó ép bằng cái xanh quế á. Mẫu mã nó khác. Hết rồi. Xanh quế, xanh quế anh còn nhiều không? À còn nhiều. Đây. Xanh quế còn nhiều. Cái này nó không bị tan đâu. Đếm cho các bác xem cái một thời gian sau khi mà sử dụng cái phân chuồn quế này này. Xanh quế anh còn nhiều. Đây các bác này, nó không bị tan. Quan trọng nhất của cái phân này là không được tan, vì tan thì nó sẽ làm ngạt dễ. Còn thứ hai là nó không được xanh quế anh còn nhiều không? Đây các bác này, đấy, chậu này. Bón cho những cây làn địa làn đột biến này. Đấy thằng bạn em nó sản xuất ra thì đấy, sản xuất từ lâu rồi, nó là cái thằng buôn rêu buôn dớn từ cái hồi mà đầu tiên trong trong ngành lan ấy. Nó sản xuất ra cái loại này. Thì cái loại đấy được đóng túi là xanh quế còn nhiều không? Đóng túi là 3 tiền một thân. Đây có này, túi như này tầm 2 cân. Đấy. Đấy, cậu này là, túi này là 1 cân. Túi này 1 cân. Dùng nó tốt lắm. Em thấy những cây đắt tiền của thằng em là toàn dùng cái loại này. Đây, các bác nhìn cây phi điệp, cái phi điệp mà phi điệp thân dài hàng mét thì cơ, cây này dài khoảng gần 2 mét của Hòa Bình. Ở bên dưới là toàn dùng cái loại này. Đây các bác. Đấy. Dễ nó ăn chọc vào cái phân này, nó không bị sót luôn. Đấy, sử dụng như này làm cho cái cây các bác nhìn nó mập này. Đấy, dài lắm. Tầm này nó hình như là em xem nào. Tầm này chưa thắt ngọn đâu các bạn. Ngọn vẫn đang đi. Cái dòng phi điệp này kiểu dạng thân nó là giống của nó là thân dài ấy. Nó đi mãi thế các bạn. Đấy thì sử dụng cái phân này. Đấy kể cả phong lan, địa lan. Còn đây là cây đai châu khổng lồ màu sắc pháo này. Này mỗi phần dẫn hỏi. Đấy, cái này cũng sử dụng bằng cái phân bón này. Đấy, những cái cây địa đắt tiền ở đây. Cây địa lá kẻ sử dụng phân này. Đây các bác này. Đấy. Cái này được bón với thời gian là tương đối lâu. Đây các bác có thể thấy là những cái này thời gian nó khoảng gần nửa năm rồi, nhưng mà nó không bị tan ra. Gần nửa năm mà không tan là một điều rất tuyệt vời. Phân nó phải như này đúng không? Đấy, nó rơi vào khoảng 45.000 cân, 40-45.000 cân rồi các bạn. Em bảo là định lấy về để em bón cho toàn bộ vườn lan mấy cả. Bằng cái loại này thì chi phí nó cũng không cao. Nên là làm bằng phân trâu và một số chất hữu cơ khác. Đấy, của các bạn em đấy, toàn bộ vườn này là sử dụng nên là thấy hiệu quả thì cứ mua tiếp về dùng. Rồi các bạn lấy phân trồng quế thì em nhé.